5 loại thực phẩm tốt cho người gan nhiễm mỡ. Loại thứ 5 là loại mà nhiều người thường dùng mỗi ngày. Thứ nhất đó là quả ốc chó. Quả ốc chó có chứa axit béo omega 3, một loại axit béo rất là tốt cho đối với bệnh nhân mà mắc gan nhiễm mỡ, có thể làm giảm hàm lượng mỡ trong gan và giúp giảm cân. Thứ hai đó là bông cải xanh. Bông cải xanh thì rất là giàu chất xơ, có tác dụng giảm mỡ và rất là hiệu quả trong việc điều trị những cái bệnh lý về gan nhiễm mỡ. Thứ ba đó là trà. Thì trà có tác dụng làm sạch dạ dày, ruột và còn có thể chữa được các vấn đề bệnh lý ví dụ như là gan nhiễm mỡ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể cũng giống như là mỡ trong máu. Thứ tư đó là quả bơ. Thì bơ rất là thích hợp cho những bệnh nhân mắc bệnh lý về gan nhiễm mỡ. Nó có chứa nhiều chất béo tốt, các thành phần chống viêm và các chất xơ hòa tan cũng có thể làm giảm được lượng đường ở trong máu, rất tốt cho việc hỗ trợ điều trị bệnh lý về gan nhiễm mỡ. Thứ năm đó chính là cà phê. Thì cà phê có tác dụng chống lại cái việc tích tụ mỡ ở trong gan. Cà phê nó có chứa axit lauren, một cái chất chống oxy hóa và chống viêm, và có tác dụng trong việc giảm cholesterol, giúp cho ổn định huyết áp và cải thiện cân nặng. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.